chốn vui chơi của giới sao trong tháng 2. Vợ chồng Hà Tăng đưa con đi nghỉ dưỡng ở Philippines, nhà đạm Thu Trang du xuân Hội An còn Phương Oanh và ông xã du lịch Đài Loan. Vợ chồng Tăng Thanh Hà có chuyến đi Philippines dự đám cưới người thân. Ngọc Nữ tranh thủ cho ba con nghỉ dưỡng ở hòn đảo du lịch nổi tiếng Boracay. Cô cùng con chèo thuyền trên biển, nghỉ dưỡng resort hàng đầu châu Á và khám phá nhiều đặc sản ẩm thực như kem dừa, hàu chiên oyster sisip, pizza 4 lớp phô mai. Con trai Úc Ma Sơn của Tăng Thanh Hà chơi trên biển Boracay. Dịp đầu năm, Phương Oanh và ông xã có chuyến du xuân ngắn ngày đến Đài Loan. Vợ chồng nữ diễn viên chọn tới hai thành phố là Đài Bắc và Đài Trung, tham quan trang trại cừu và ngắm hoa đào. Khi phim Mai đang làm mưa làm gió các rạp phim cả nước, vợ chồng đạo diễn Trấn Thành dành thời gian nghỉ ngơi xả hơi bên hội bạn thân. Sau chuyến nghỉ dưỡng Đà Nẵng cùng đoàn làm phim, Trấn Thành và Harry Quân tiếp tục lên đường sang Bangkok, Thái Lan, du xuân, check-in nhiều địa điểm nổi tiếng ở xứ sở chùa vàng như chợ nổi trên sông Chao Phraya, chùa Wat Arun, trung tâm giải trí Rasbelaje Game. Mùng 3 Tết, Đàm Thu Trang và Cường Đô La xuất hành du xuân đến Hội An cùng ba con là Henry, Su Chin và bé Úc Su Tin. Đàm Thu Trang bế Su Tin đi dạo trong phố cổ Hội An. Trước đó, cả nhà ngồi thuyền ngắm cảnh trên sông Hoài. Thùy Tiên đang có mặt ở Thái Lan vui chơi đầu năm và gặp gỡ đối tác. Sau các buổi hẹn công việc, cô nàng lên đồ xuống phố, ghé các quán cà phê decor đẹp. Người đẹp khoe căn phòng khách sạn có view triệu đô xuống sông Chao Phraya và ngôi chùa cổ bên sông. Phạm Quỳnh Anh cũng tranh thủ đưa ba con đi nghỉ dưỡng dịp sau Tết ở một resort sang trọng tại Vũng Tàu. Cô viết, về vùng biển vắng và yên bình, ăn những món ngon không thể cưỡng nổi. Chuyến đi còn có vợ chồng Đông Nhi. Ông Cao Thắng trông con ở bể bơi để bà xã nghỉ ngơi. Trước đó vài ngày, nữ ca sĩ vui mừng thông báo đã mang thai bé thứ hai, sau 3 năm sinh bé Winnie. Lan Ngọc có lịch trình vui chơi khá bận rộn dịp Tết Giáp Thìn. Vừa trở về từ kỳ nghỉ ở Hồ Tràm với gia đình để tổ chức tiệc sinh nhật cho anh rể, nữ diễn viên đã khởi hành chuyến du lịch hành hương về đất Phật ở Ấn Độ và Nepal. Người đẹp ghé qua 4 thánh tích Phật giáo, còn gọi là Tứ Động Tâm, bao gồm Lumbini, Bodega, Sanath và Kusina. 4 nơi này là thánh địa rất thiêng liêng, thu hút đông Phật tử, du khách tới lễ Phật, chiêm bái. Lan Khuê chọn Nhật Bản làm điểm đến du xuân. Cô lên lịch trình khá chi tiết ở cả ba thành phố nổi tiếng là Tokyo, Osaka và Kyoto. Lan Khuê cho biết hai địa điểm không thể bỏ qua ở Tokyo là bảo tàng Mirai Ken và triển lãm Tim Labab Lanik. Trong ảnh, người đẹp đi dạo ở ngôi đền cổng đỏ Fushimi Inari. Lương Thùy Linh đến Nara và Kyoto, Nhật Bản, du lịch trong tháng 2. Nàng hậu ghé thăm công viên Nai Nara, sau đó tới Kyoto thăm các di tích cổ. Cô cho biết, tiếc nhất là xem dự báo thời tiết thấy mưa nên không order kimono để mặc rồi cuối cùng trời không mưa. Nhưng mà vẫn rất vui vì được đi khám phá phố cổ, đồ ăn ngon, hàng quán dễ thương. Vợ chồng Son Diễm My và Vinh Nguyễn sang Australia thăm gia đình dịp Tết. Người đẹp sinh năm 1990 đi dạo biển và xuống phố mua sắm ở Melbourne. Duy Khánh sang Malaysia vui chơi sau Tết. Nam diễn viên check-in ở tháp đôi Petronas Twin Tower, phố người Hoa ở thủ đô Kuala Lumpur và nghỉ dưỡng ở một khách sạn có bể bơi vô cực view toàn thành phố. Á hậu Phương Anh du ngoạn cảnh sắc bình yên ở vùng Bắc Thái Lan dịp Tết. Cô nàng check-in quán cà phê No. 39 với hồ nước xanh rất nổi tiếng ở Chiang Mai.